chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nha. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại kênh chuyên xe cũ giá rẻ. Hiện tại em thì em lại có mặt tại cửa hàng xe máy Hoàng Sáng nha cả nhà, địa chỉ là phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai. Anh em mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp theo đầu số là 0983533445 ha. Gặp trực tiếp cửa hàng xe máy Hoàng Sáng. Thì hôm nay thì em xin chi tiết với tất cả các quý anh chị em và các bạn thì con Quay S đời 2008, máy móc nguyên rim đó. Thì con này thì đang đi biển thành phố, xe thì sang tên rút gốc toàn quốc, có trả góp và có ship xe. Còn bây giờ thì em đi chi tiết ha. Thì quý chị anh chị em nào mà coi video của em thì cho em xin một lượt đăng ký và một lượt like nhé. Em rất là cảm ơn tất cả quý anh chị mà đã quan tâm theo dõi đến kênh của em, thì để chia sẻ làm động lực, chia sẻ nhiều video hấp dẫn hơn đến tất cả quý anh chị em nhé. Thì trong quá trình quay video em có sai sót gì thì rất là mong được sự góp ý từ tất cả các quý anh chị khán giả nha. Thì nhiều anh chị góp ý cho em thì em rất là cảm ơn tất cả các anh chị em đó nhé. Thì nhờ có những anh chị em như vậy thì em mới hoàn thiện hơn được cái kênh YouTube này và để chia sẻ tốt hơn đến tất cả quý anh chị nha. Bây giờ chi tiết hơn về con này nha cả nhà. Thì con này là 2008, máy móc rin, dàn áo, dàn chân rồi tất cả đều rin ha. Thì nó là xe rin hết nên là nó không sẽ không tránh khỏi những cái như là cái nổ sơn này nè anh em này. Biết anh em nhìn thấy không? Trong điện thoại nó hơi mờ ha, em quay điện thoại thì nó hơi mờ nha cả nhà. Thì con này nó hơi chấm nổ sơn này, thì đấy là những cái chi tiết mà nó mộc mạc nhất nha. Đấy, dòng Honda hoặc là đa số dòng Honda là đều bị cái này anh em. Nổ sơn ha. Đây con này đĩa vẫn còn đẹp nè anh em này. Đĩa vẫn còn chấm vàng nhá, chấm vàng, heo thì hơi 2 bit ha. Đèn thì đẹp nha. Đèn nói chung là ok. 17.4 ha, con này thì liền cũng ok, lốp dày đó. Đây là những cái chi tiết mà gọi là mộc nhất, xe không dọn lửa gì á thì nó như vậy nha anh em. Còn nếu mà anh em nói mà xe dập tút rồi á thì chắc chắn là mấy cái này nó bay hết rồi, nó đẹp như mơ luôn. Đấy, xe chỉ dập tút gì hết nha, xe không có dập tút gì hết. Dàn áo vậy nè, dàn áo cũng nguyên của nó luôn, nó cũ gì nó kiểu nó xấu anh em, nó không có bóng bẩy nha. Nhưng mà con này thì rửa ráy vô nữa thì nó đẹp lắm anh em ạ. Tại vì nó màu đỏ mà nó rất là sáng. Con này mà rửa xong mà đánh bát vô nữa thì nó tuyệt vời luôn anh em ơi. Quay kỹ hết. Để anh em mà mua xe, như anh em ở xa mà mua xe thì coi kỹ video là em cũng soi gần hết luôn rồi. Soi hết cho anh em coi luôn rồi. Đấy, mình biết rồi là soi hết nè. Hai là phần máy thì nói chung là xe máy móc nguyên rin. Đây, cam kết anh em nguyên rin luôn, xe máy móc cam kết nguyên rin luôn. Đấy, tem bọc màu rồi còn đầy đủ hết, không dấu chặt quá. Nói chung là con nào rin thì em nói rin ha, con nào thì cũng thông tin với cửa hàng rồi thì con nào rin sẽ báo khách là rin, con nào rớt thì báo là rớt, để anh em tham khảo thì cũng nhận được tình hình chính xác về con xe nhé. Đây, cần số này cả nhà ơi, cần số này, lốc còn đẹp này, lốc còn đẹp ha, lốc này anh em nhìn này. Đấy, trong này thì bẩn nè, đấy, ngoài này thì sạch sẽ này, nói chung là đây, còn đẹp, nói chung lốc còn đẹp nhé. Cặp lốc con nào mà có cái đồ bảo vệ, mấy cái đồ bảo vệ này thì cái phía phía trong này rất là đẹp. Đấy, con này rất là hay nha. Đấy, bảo vệ này thì trong này rất là đẹp. Cắp này, 208 này. Nói chung là cũng kỹ này, xe cũng kỹ, là bọc chân trống, là bọc đồ là anh em nè. 208 nha, tem thông số thì đầy đủ hết tất cả nha. 208 rắc chân nè, đấy, cặp te nè đầy đủ ha. Cuộc thì cục rin của nó nha cả nhà, S cục rin nè. Đấy, cục rin thì nó chấm, nó nổ rồi, nó chóc rồi. Đấy, theo năm tháng sử dụng thì nó có chảy xước rồi. Soi luôn mấy cái này cho anh em coi này. Nó mộc như vậy anh em. Tem bọng ha, tem bọng quay cho anh em coi luôn. Nói chung là tem ok được. Tem pin. Thì tình hình con xe như thế nào ha, thì em quay như vậy nhé. Anh em mà có nhu cầu thì Zalo theo đầu số là 0983533445 về xe máy Hoàng Sáng nhé. 54V3 11.500.000 7393 7393 11.500.000 nha anh em.
Nói chung là con Quay S mà đời 2008 11.500.000, xe có trả góp, có xíu xe, sang tên Trung Quốc toàn quốc, thì nói chung cái giá tầm giá này thì là quá rẻ ra anh em ạ. 11 năm là quá rẻ ra anh em, khỏi bàn luôn á. Honda nè, RS100 ha, Oxy. Tem bọng này. Đấy, nó cũ, tem này tem cũ, nguyên thì nó cũ như vậy thôi. Bình xăng bình đồ thì cũng ok ha, bình xăng bình đồ thì vẫn riêng. Đây mặt đồng hồ anh em ha. Móc là em ru cho anh em thôi, giá thì 11 năm, anh em alo đến Hoàng Sáng nha, 0983 533 445, trả góp ship xe. Đấy, xe này thì trong rất bẩn nha, con này thì chưa rửa ráy gì đó, mới về thôi. 11 năm nha cả nhà, anh em nào yêu quý thì liên hệ đến Hoàng Sáng nha, xe đẹp ken luôn. Rồi, em xin kết thúc video và cảm ơn tất cả quý anh chị em đã quan tâm theo dõi nha. Anh em nhớ đăng ký like ủng hộ em, chia sẻ video giúp em nha. Cảm ơn tất cả mọi người nha.